tối nay anh đi nhậu với bạn được không? Về hơi trễ nha. À, cúp máy luôn là sao? Ta thấy con gái các bạn kỳ quá. Thí dụ như nếu mà là lúc nào cũng quan tâm á thì lại nói là ô sao phiền quá. Rồi chỉ cần không quan tâm một chút xíu thôi á thì lại nói là bộ quên mình rồi hả? Ta thấy á là các bạn khá là mâu thuẫn. Thí dụ như là con trai đây đúng không? Một là một, hai là hai. Mà trong cái chuyện tình cảm này á thì ta thấy giữa con trai và con gái là có rất là nhiều điểm khác biệt. Hay là bây giờ mình làm một cái chủ đề là con trai và con gái trong chuyện tình cảm khác nhau như thế nào đi. Ta thấy cái này hay đó nha. Nhưng mà trước tiên thì gọi Năng Nỉ lại cái đã. Không sao đâu. Tao đâu ý gì đâu. Kệ. Không sao đâu. Vì thương anh em bỏ cho anh mà. Mà tôi ghim đó. Tôi nhai đi, tôi nhai lại cho chết luôn nha. Hả? Em mới nói gì? Cưng mới nói gì? Nhắc lại chị nghe. Chị nghe không rõ. Nhắc lại. Sao không được mà, gì đâu. Thì em nói thì thôi. Quan trọng là anh đoán được ý của em, hiểu không? Em ơi, anh yêu em nhiều lắm. Cho nên là anh không muốn giấu em gì hết á. Chuyện là hôm nay anh làm một chuyện rất là có lỗi với em. Nhưng mà anh mong em phải bỏ qua cho anh. Anh ơi, em yêu anh nhất trên đời luôn á. Nói lại giống em kinh nè. Dạo này anh hơi mập. Chắc là anh sẽ đi gym cho đỡ bớt vậy. Hôm nay em thon thả hơn mọi ngày đúng không anh? Đâu có mập đâu. Thiệt. Khen em cái coi. Em thon thả nhất trên đời luôn nè. Nói tôi mập là chết với tôi nha. Thôi, đừng chờ. Là biến nhắn lắm. Anh đang làm gì đó? Có nhớ em không? Mình chưa gặp nhau 5 phút rồi đó. Sao lâu quá không trả lời ta? Được rồi nha. Thôi, mình đừng có nói chuyện này nữa. Bỏ qua đi. Em luôn đúng, hiểu không? Em lúc nào cũng đúng. Anh là người sai, không có được cãi. Cãi là... Em ơi, em phụ anh chút xíu rồi. Nhà cửa hôm nay bề bộn quá. Tự giác đi nha. Cứ làm điều mình thích đi. Anh ủng hộ em. Luôn luôn ủng hộ em. Thử làm coi. Cứ thử làm điều mà tôi không thích coi. Lúc đó ha, đừng trách biển xanh lại mặn. Nhỏ đẹp ghê em ha. Ta thấy sao ta nói vậy đâu mà làm dữ vậy? Thiệt hả? Nhỏ đó xấu quá à. Xấu lắm. Chị được chưa?